Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Cựu Bộ trưởng Y tế Iran, ông Masoud Pezeshkian đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Iran, đánh bại đối thủ duy nhất của ông là cựu sĩ quan lực lượng vệ binh cách mạng Iran, ông Saeed Jalili. Hãng thông tấn nhà nước Iran Press TV đưa tin hôm 7 tháng 6. Press TV trích dẫn số liệu từ Bộ Nội vụ Iran rằng trong số 30,5 triệu phiếu được kiểm trong vòng bầu cử vòng 2 hôm 5 tháng 7, ông Pezeshkian, người theo chủ nghĩa cải cách, đã giành được hơn 16,3 triệu phiếu, vượt qua đối thủ theo chủ nghĩa bảo thủ Jalili. Khoảng cách giữa hai ứng cử viên là hơn 2 triệu phiếu bầu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Iran là 49,8%, Bộ Nội vụ Iran cho biết thêm. Ông Pezeshkian và ông Jalili bước vào vòng bầu cử thứ hai sau khi giành số phiếu cao nhất ở vòng bầu cử thứ nhất diễn ra trước đó một tuần. Ông Pezeshkian trở thành Tổng thống Iran sau cuộc bầu cử bất thường để lựa chọn người thay thế cố Tổng thống Ebrahim Raisi, người đã qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng vào tháng 5. Ngày 20 tháng 5, lãnh tụ tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei đã bổ nhiệm phó thống đốc thứ nhất của Iran, ông Mohammad Mokhber, 68 tuổi, làm tổng thống lâm thời của đất nước. Hãng thông tấn IRNA đưa tin, việc bổ nhiệm ông Mokhber làm tổng thống lâm thời diễn ra một ngày sau khi tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng các quan chức khác của Iran tử nạn trong vụ rơi trực thăng hôm 19 tháng 5. Ông Mokhber sẽ phải hợp tác với những người đứng đầu quốc hội và cơ quan tư pháp Iran để chuẩn bị nền tảng cho cuộc bầu cử tổng thống mới trong vòng 50 ngày tới. Theo IRNA, cuộc bầu cử tổng thống Iran mới được ấn định tổ chức vào ngày 28 tháng 6. Sau khi được bổ nhiệm, ông Mokhber kêu gọi các thành viên nội các tiếp tục làm việc tự tin và mạnh mẽ như trước để phục vụ người dân. Ông Mokhber nói rằng hệ thống chính trị của đất nước được thiết lập tốt và mạnh mẽ và sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì dù là nhỏ nhất trong việc quản lý đất nước. Đôi nét về ông Mokhber. Ông Mokhber sinh ngày 1 tháng 9 năm 1955, là một trong những người thân cận với lãnh tụ tối cao Khamenei. Ông Mokhber trở thành phó tổng thống thứ nhất vào năm 2021 khi ông Raisi được bầu làm tổng thống. Một trong những hoạt động đối ngoại đáng chú ý gần đây của ông Mokhber là đến thăm Nga vào tháng 10 năm 2023. Trong chuyến thăm, ông Mokhber đã đồng ý cung cấp tên lửa đất đối đất và nhiều máy bay không người lái hơn cho Nga. Theo IRNA, ông Ali Bagheri Kani, nhà đàm phán hạt nhân của Iran, sẽ giữ chức quyền ngoại trưởng của nước Cộng hòa Hồi giáo. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20 tháng 5 rằng Iran vừa gửi đến Mỹ một yêu cầu hiếm hoi nhờ Mỹ hỗ trợ trong vụ rơi trực thăng khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian và 7 người khác thiệt mạng. Yêu cầu được phía Iran đưa ra khi Mỹ gửi lời chia buồn. Tuy nhiên, Mỹ đã trả lời rằng không thể đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của Iran, phần lớn vì lý do hậu cần. Chúng tôi đã được chính phủ Iran yêu cầu hỗ trợ. Chúng tôi đã nói rõ với họ rằng chúng tôi sẵn sàng đề nghị hỗ trợ, như chúng tôi sẽ làm để đáp trả lại bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ nước ngoài trong tình huống này. Song phần lớn là vì lý do hậu cần, chúng tôi không thể cung cấp sự hỗ trợ đó. Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tại cuộc họp báo ngày 20 tháng 5. Chiếc trực thăng bị nạn là chiếc Bell 212 do Mỹ sản xuất. Các mảnh vỡ cháy đen của chiếc trực thăng chở Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian cùng 7 người khác rơi hôm 19 tháng 5, vùng núi gần biên giới Azerbaijan đã được tìm thấy vào sáng sớm 20 tháng 5 sau cuộc tìm kiếm suốt đêm trong điều kiện bão tuyết. Iran vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về nguyên nhân vụ rơi trực thăng. Cùng ngày 20 tháng 5, khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng Tehran có thể đổ lỗi cho Washington hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói khẳng định rằng Mỹ không liên quan gì đến vụ tai nạn đó và nói thêm rằng ông không thể suy đoán điều gì có thể là nguyên nhân. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm vô cùng nhạy cảm ở Trung Đông với cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, kéo theo hàng loạt điểm nóng an ninh trong khu vực liên quan các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Austin, Mỹ không lo ngại nhiều rằng vụ tai nạn có thể gây ra những tác động trực tiếp đến an ninh ở Trung Đông. Tôi không nhất thiết thấy bất kỳ tác động an ninh khu vực rộng lớn nào vào thời điểm này, Reuters dẫn lời ông Austin. Lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi rơi. Trực thăng rơi gần thành phố Jafar, Iran, trong lúc chở ông Raisi trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan.
tính đến đêm 19 rạng sáng 20 tháng 5 giờ địa phương, tức khoảng 10 giờ kể từ khi máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi mất liên lạc. Lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được vị trí của chiếc trực thăng, theo đài truyền hình nhà nước Iran, IRIN. IRIN dẫn lời một chỉ huy quân sự Iran cho biết đã xác định được vị trí chính xác của trực thăng nhờ tín hiệu từ trực thăng và điện thoại di động của một thành viên trong đoàn. Tuy nhiên, khi trời tối, sương mù dày đặc cùng địa hình rừng núi khiến hoạt động tìm kiếm gặp khó khăn. Trong khi đó, một quan chức Iran nói với hãng tin Reuters rằng tính mạng của ông Raisi và Ngoại trưởng Iran Hossein Amiradorlahian, người cũng có mặt trên trực thăng, đang bị đe dọa. Chúng tôi vẫn còn hy vọng, nhưng thông tin từ hiện trường vụ tai nạn rất đáng lo ngại, vị quan chức nói thêm. Sau khi có thông tin trực thăng chở Tổng thống Iran rơi, lãnh đạo tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei đã trấn an người Iran, nói rằng các vấn đề của đất nước sẽ không bị gián đoạn. Ngày 20 tháng 5, hãng Tasnim đưa tin, có tổng cộng 9 người trên chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi rơi hôm 19 tháng 5. Theo Tasnim, 9 người trên trực thăng bao gồm Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Adollahian, Tỉnh trưởng tỉnh Đông Azerbaijan, Iran, ông Melat Ramati, Giáo sĩ Imam Omahat Ali Alehasem, Cơ trưởng, Cơ phó, Trưởng đoàn, người đứng đầu Bộ phận An ninh và một vệ sĩ. Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi gần thành phố Jonfa, Iran trong lúc chở ông Raisi trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan. Hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp diễn trong điều kiện thời tiết xấu. Ngày 20 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin mời đại sứ Iran tại Moscow, ông Kazem Jalali, đến Điện Kremlin để cập nhật về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran rơi, theo hãng thông tấn IRNA. Ông Jalali nói với IRNA rằng, mặc dù là ngày cuối tuần, nhưng ông Putin đã tổ chức cuộc họp lúc 22 giờ ngày 19 tháng 5 với sự có mặt của các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao Nga như Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Sergei Shoigu. Theo lời mời, tôi đã tham dự cuộc họp này với tư cách là đại sứ Iran, ông Jalali nói. Theo ông Jalali, trong cuộc gặp, Tổng thống Putin cũng thông báo Nga đã chuẩn bị 2 máy bay cùng 50 lực lượng tinh nhuệ nhất của nước này với đầy đủ trang thiết bị và những người leo núi được huấn luyện để vào hiện trường vụ tai nạn. Ngoài ra, ông Jalali cũng cho biết 2 trực thăng Nga từ căn cứ ở Armenia cũng sẽ tham gia vào chiến dịch giải cứu sáng ngày 20 tháng 5. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Iran đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ trong việc tìm kiếm chiếc trực thăng và Thổ Nhĩ Kỳ đã cử 6 phương tiện và 32 nhân viên cứu hộ đến Iran. Tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới người hàng xóm, người bạn và người anh em của chúng tôi, người dân và chính phủ Iran. Đồng thời, tôi hy vọng nhận được tin vui từ ông Raisi và phái đoàn của ông ấy càng sớm càng tốt. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Bên cạnh đó, nhiều nước và tổ chức quốc tế đề nghị hỗ trợ Iran trong hoạt động tìm kiếm gồm Iraq, Pakistan, Ấn Độ, Saudi, Arabia, Liên minh châu Âu. Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ sự đánh giá tối cao với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vì sự hỗ trợ của họ trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn, vụ trực thăng chở Tổng thống Iran rơi. Cộng hòa Hồi giáo Iran chân thành cảm ơn nhiều chính phủ, quốc gia và tổ chức quốc tế vì đã bày tỏ tình cảm nhân văn và tình đoàn kết với chính phủ và người dân Iran, cũng như những lời đề nghị giúp đỡ và hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran. Ngày 16 tháng 4, Bộ Ngoại giao Israel kêu gọi các nước thắt chặt các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran sau vụ Iran nã tên lửa và phóng máy bay không người lái UAV về phía Israel hôm ngày 13 tháng 4 vừa qua, theo tờ The Times of Israel đưa tin. Theo đó, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz cho biết đã liên lạc với 32 quốc gia và nói chuyện với nhiều đối tác, kêu gọi mỗi nước áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án tên lửa của Iran và tuyên bố lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC là một tổ chức khủng bố. Theo ông Katz, đó là một cách để ngăn chặn và làm suy yếu Iran. Chúng ta phải ngăn chặn Iran ngay bây giờ, trước khi quá muộn, ông Katz nhấn mạnh. Ông Katz nói thêm rằng, bên cạnh phản ứng quân sự đối với việc Tehran tấn công vào Tel Aviv, Israel cũng đang dẫn đầu một đòn tấn công ngoại giao nhằm chống lại Iran. Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông báo rằng Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Tehran liên quan vụ Iran tấn công Israel. Theo hãng tin Reuters, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ rất có khả năng sẽ tập trung vào làm giảm khả năng xuất khẩu dầu của Iran. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Iran trong những ngày tới. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra biện pháp trừng phạt và hiện vẫn đang thảo luận về tất cả lựa chọn nhằm ngăn chặn hoạt động tài trợ cho khủng bố của Iran, bà Yellen nói.
Trong khi đó, một quan chức cấp cao trong Bộ Tài chính Mỹ cho hay, Washington đang làm việc với các đối tác G7 và các nhà cung cấp dầu lớn trên toàn cầu để tìm biện pháp nhằm làm xói mòn khả năng xuất khẩu dầu của Iran. Chúng tôi sẽ đàm phán với tất cả các nhà cung cấp lớn trên thế giới, bao gồm các quốc gia trong G7 và cả Trung Quốc. Tất cả quốc gia này sẽ tìm cách hạn chế khả năng tiếp cận của Iran đối với các mặt hàng dùng để chế tạo vũ khí, quan chức này nói thêm. Ngày 16 tháng 4, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell cho biết, EU chuẩn bị mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đáp trả cuộc tấn công của Tehran vào Israel. Ông Borrell cho hay, một số thành viên EU đã đề xuất mở rộng trừng phạt nhằm hạn chế Iran xuất khẩu UAV, cũng như ngăn Iran viện trợ cho các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở Trung Đông. Đức, Pháp và một số thành viên EU khác đã công khai ủng hộ đề xuất này. Bên cạnh đó, ông Borrell cho biết một số thành viên EU cũng nêu khả năng trừng phạt IRGC. Tuy nhiên, ông Borrell nhắc lại rằng IRGC chỉ có thể bị coi là tổ chức khủng bố nếu cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia thành viên EU phát hiện rằng nhóm này đã tham gia hoạt động khủng bố. Nhà ngoại giao hàng đầu EU cho biết sẽ yêu cầu cơ quan ngoại giao của EU xem xét lại vấn đề này. Đáp lại, Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi tuyên bố rằng Iran sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào chống lại lợi ích của Tehran. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.